Nga diễn hành quy mô mừng chiến thắng năm 1945 tin từ Moscow, Nga. Nga đang chuẩn bị cho một cuộc diễn hành quân sự quy mô tại Công trường Đỏ vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 tới đây, nhưng kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Âu. Sự kiện này bị các nhà lãnh đạo phương Tây tẩy chay vì vai trò của nước Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Khoảng 27 nhà lãnh đạo quốc gia hoặc chính phủ sẽ tham dự cuộc diễn binh lần này tại Moscow, gồm Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và nhà lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Một màn ảnh lớn dùng để phóng to cảnh diễn hành mừng chiến thắng, vinh danh sự kiện lịch sử năm 1945 đã được lắp tại Moscow, sau này là thủ đô của Liên bang Xô Viết. Khoảng 40.000 binh sĩ Hồng quân và hơn 1.800 xe quân sự cùng tham dự cuộc diễn hành mừng chiến thắng năm 1945. Chính quyền Nga còn cho trình chiếu các thước phim lịch sử cho thấy cảnh của các binh sĩ Hồng quân trở về nhà sau chiến thắng, được đám đông vui mừng chào đón, ném hoa vào họ sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc tại châu Âu. Nhiều người Nga cho rằng sự thất bại của Đức Quốc xã hồi năm 1945 là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử của họ. Tuy nhiên, phương Tây tẩy chay buổi lễ mừng chiến thắng của nước Nga sẽ diễn ra tưng bừng vào ngày 9 tháng 5, cho thấy thái độ bất bình trước việc Tổng thống Nga ủng hộ quân ly khai thân Nga chống lại lực lượng của chính phủ Ukraine tại miền đông nước này.